uy lực tên lửa chống tăng Việt Nam tăng gấp bội nhờ công nghệ mới, tương đương nước ngoài. Sau khi được nâng cấp, khả năng xuyên phá của tên lửa chống tăng Việt Nam được nâng lên rõ rệt, đủ sức đánh bại các xe tăng được trang bị giáp phản ứng nổ hiện đại. Trong phóng sự, Tổng cục Kỹ thuật đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất trên báo Quân đội Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng cục Kỹ thuật, xuất hiện hình ảnh mô hình tổ hợp tên lửa chống tăng B-72 tên lửa chống tăng do ngành công nghiệp quốc phòng trong nước tự chế tạo. Tổ hợp tên lửa B-72 mới của Tổng cục Kỹ thuật còn được đích thân Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng một số đồng chí lãnh đạo cấp cao quân đội tham quan. Dựa trên hình ảnh của phóng sự có thể thấy, phiên bản trên của tên lửa B-72 có phần đầu đạn khác so với trước đây, mang hình dạng đặc trưng của đầu đạn nổ tandem, hai lượng nổ xếp nối tiếp nhau. Đây có thể là một phiên bản lạ của tên lửa B-72 vốn rất quen thuộc với chúng ta. Trước đó, trong chương trình truyền hình quân đội vào tháng 12 năm 2018 cũng đã hé lộ hình ảnh về một phiên bản lạ của tên lửa chống tăng B-72. Từ hai thông tin trên thì rất có thể đây là phiên bản tên lửa B-72 cải tiến. Bởi trước đó vào năm 2017, trong bài viết Cải tiến tên lửa chống tăng đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại trên báo Quân đội Nhân dân, Tổng cục Kỹ thuật đã có phương án cải tiến các tên lửa chống tăng thế hệ cũ đang có trong biên chế. Theo Quân đội Nhân dân, các tổ hợp tên lửa chống tăng bao gồm đạn và khí tài, bệ phóng, đài điều khiển nằm trong quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đang được quân đội ta tiến hành cải tiến, nâng cấp tính năng kỹ thuật, chiến thuật. Công tác cải tiến tập trung vào đạn tên lửa chống tăng theo các hướng mang đầu đạn kép tandem và mang đầu đạn nhiệt áp Thermobat, tương đương sản phẩm của nước ngoài. Theo thông tin đã công bố trên báo Quân đội Nhân dân, tên lửa B-72 sau cải tiến có khả năng xuyên thép đồng nhất dày 750-800mm sau khi đã phá lớp giáp phản ứng nổ IRA, sử dụng chế độ điều khiển trực tiếp bằng tay và chế độ bán tự động. Vận tốc của tên lửa nâng cấp lên tới 135m/s và có khả năng diệt xe tăng chiến đấu chủ lực MBT thế hệ mới ở cự ly từ 500m đến 3000m. Với thông số kỹ thuật như vậy, sản phẩm B-72 cải tiến của Việt Nam có tính năng ngang ngửa với gói nâng cấp của một số nước như 9M14, 2M Nga, HJ-73J Trung Quốc và Malita, 2T Serbia. Bản thân sức xuyên 800mm thép đồng nhất sau lớp IRA của không hề thua kém so với mẫu tên lửa chống tăng hiện đại của Nga như 9K-115, 2M-800mm. Trong bài viết, chủ động, sáng tạo trong quản lý, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật trên báo Quân đội Nhân dân tháng 11 năm 2018, Đại tá Lê Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên kho KT-788, tên lửa chống tăng cho biết, đơn vị đã triển khai dự án và làm chủ kỹ thuật sửa chữa nâng cấp, cải tiến tên lửa chống tăng B-72. Điều này càng khẳng định chúng ta đã hoàn toàn có thể tiến hành nâng cấp tên lửa chống tăng B-72 đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Tên lửa chống tăng có điều khiển được nhiều nước quan tâm nghiên cứu phát triển, liên tục được cải tiến nâng cấp chứng tỏ tính hiệu quả của loại vũ khí này. Việc nâng cấp tên lửa chống tăng thế hệ cũ sẽ giúp những vũ khí cũ phát huy được vai trò trong tác chiến hiện đại. Hy vọng, sau khi tiến hành nâng cấp B-72 mang đầu đạn tandem, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy kết quả có được, tiếp tục cải tiến đạn tên lửa chống tăng theo hướng mang đầu đạn nhiệt áp. Đây là hướng đi phù hợp, vừa tiết kiệm ngân sách vừa tận dụng được tối đa tính năng của vũ khí trước khi được trang bị những loại tên lửa chống tăng hiện đại hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất. We'll be right back.